Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi muốn chia sẻ với các quý vị về cách làm thế nào để chúng ta có thể nhận được nhiều việc thi công nội thất. Thì tôi đi vào cách chính là làm cho khách hàng tự tìm đến chúng ta thông qua trang tìm kiếm của Google. Tức là chúng ta làm một cái công việc gì đấy mà chúng ta không cần phải đi tìm khách hàng, mà tự khách hàng liên hệ với chúng ta qua số điện thoại khi mà chúng ta có website, hoặc là chúng ta có thể là lồng Google Maps hay là nhiều cách khác. Vậy thì các vị khi có website thì chạy quảng cáo thì nó sẽ rất là hiệu quả. Vậy thì cái tôi vào với trang công cụ và lập kế hoạch từ khóa đây để các vị biết được là cái từ nội thất là hàng tháng là thi công nội thất là có bao nhiêu người tìm đến. Tôi đánh từ thi công nội thất nhé. Cả dấu cả không có dấu. Trang web thì tôi có thể đánh cái trang https aluluon.com.vn. Cái trang này là trang cập nhật các cái danh bạ các công ty thi công nội thất, rồi vật liệu xây dựng, rồi là nhôm, rồi là các công ty về sửa chữa, đấy, tóm lại liên quan đến đến xây dựng và những xây dựng nội thất và bất động sản. Đấy, khi mà các vị mà tham gia trang này thì cũng hoàn toàn miễn phí nha. Alo luôn .com.vn này, đấy, cái sản phẩm lên trang này không phải mất phí gì cả. Đấy, thì sau khi chúng ta phân tích các từ khóa thì cái từ khóa là thi công nội thất, một tháng nó có khoảng 4.400 lượt tìm kiếm. Đấy, thi công nội thất không dấu là có 320 lượt tìm kiếm hàng tháng. Đấy. Rồi là các cái từ khóa liên quan là thiết kế nội thất không dấu là 2.900 này, thiết kế thi công nội thất trọn gói 2.900 này, thiết kế thi công thiết kế thi công nội thất là 210 này, thiết kế thi công nội thất thiết kế thi công là 260 này. Đấy, thì đây là cái từ khóa tìm kiếm. Thì khi mà cái sản phẩm của chúng ta mà SEO được lên top của Google cũng như chúng ta chạy quảng cáo thì sẽ có những khách hàng liên hệ với chúng ta mà chúng ta không phải đi tìm khách hàng mà tự khách hàng tìm được chúng ta. Khi các vị có, nếu mà các vị quý vị có website rồi ấy, thì các vị có thể là chạy quảng cáo hoặc là SEO. Đấy, thì các vị có hỏi thêm vấn đề là làm sao để cái sản phẩm của chúng ta lên top tìm kiếm thì các vị có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là các vị đang làm cái ngành khác ấy, bất kỳ ngành khác, ví dụ liên quan đến tôi ưu tiên cho những cái ngành liên quan đến xây dựng vật liệu xây dựng nội thất cũng như bất động sản, bởi vì những cái đấy là cái trong phạm vi tôi nghiên cứu, và những cái sản phẩm đấy thì thường thường để phát triển được thì nó thông qua cái nền tảng của Google. Nên là các vị đang làm cái ngành đấy thì các vị có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là các vị làm ngành khác ấy, muốn phát triển qua internet bằng cách nào thì các vị cũng có thể để lại bình luận bên dưới. Đấy, cái cách thứ nhất là chúng ta đã biết được là cách là gọi là chúng ta làm cho khách hàng tự liên hệ với chúng ta thông qua tìm kiếm của Google. Đấy, thì cái cách thứ hai là tôi muốn chia sẻ, đây là các vị đưa sản phẩm lên trang aluluon.com.vn hoàn toàn miễn phí. Đấy, đây là cái trang aluluon.com.vn này. Đấy, trang này hiện nay đang cập nhật các cái top 99 công ty thi công lan can cầu thang tại Hà Nội, rồi là top 99 công ty kinh doanh nhôm kính cường lực này, rồi top 99 công ty sửa chữa điều hòa tại Hà Nội và trên toàn quốc này, rồi là sửa cửa cuốn hay là thiết kế nội thất hay là thi công nội thất hay là thiết kế kiến trúc ấy, thì đều là làm đây là một cái danh bạ để khách hàng tìm đến chúng ta, hoặc là những cái mặt hàng liên quan đến sửa chữa đồ gia dụng. Đấy, thì các vị có, nếu mà các vị đang làm một ngành ở đấy, các vị có muốn có nhiều khách hàng hơn hoàn toàn không mất phí gì cả, thì các vị có thể để lại bình luận bên dưới phần mô tả của video này. Đấy, thì cái cách thứ hai là như vậy. Đến cách thứ ba là phát triển theo cách truyền thống. Thì cái cách truyền thống thì như là chúng ta
thuê một cái cửa hàng, một cái địa điểm, và chúng ta thuê người đi kinh doanh phát triển theo cách trực tiếp. Thì cách truyền thống này thì nó rất là đa dạng, nên là tôi không chia sẻ ở đây do là thời gian có hạn. Nên là các vị có ý kiến đóng góp gì thì các vị có thể để lại bình luận bên dưới, và các quý vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bên dưới. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.